Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Top 9 mô tô sport phân khúc 250cc động cơ xanh đơn thú vị nhất trên thế giới ở năm 2021. Khi cái chiếc Suzuki Zigger SF 250 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ người bắt đầu đam mê mô tô phân khối lớn. Và chúng ta đang thấy các nhãn sức cũng đang rất quan tâm đến cái phân khúc là 250cc này. Vì vậy sau đây mình sẽ tổng hợp 9 cái chiếc mô tô sport xanh đơn 250cc trên thế giới rất thú vị, tương tự như cái chiếc Zigger SF 250 2021 để anh em tiện tham khảo. Opera GBR 250R 2021. Cái mẫu Opera GBR 250R 2021 nó có thiết kế rất giống như cái dòng Opera RS, đặc biệt với cái mẫu là Opera RS 125 2021. Cái đặc điểm cái chiếc xe này đã được sản xuất tại Trung Quốc với cái sự hợp tác với một cái công ty địa phương Sonsen. Ở dòng chương trình động cơ DOC xanh đơn 249,2cc làm mát bằng chất lỏng. Cái công suất cực đại là 28 HP. Mô men xoắn cực đại là 21,5 Nm. Ưu điểm của dòng mô tô này nằm ở cái bộ khung đồi hay chúng ta thường gọi là Delta Sport, cấp sao thì bằng nhôm, đồng hồ chỉ tì, cái đèn pha ba đèn LED rất đặc trưng của dòng mô tô Opera trong cái thời đại hiện nay. FKM FK 250GB. Cái mẫu FKM FK 250GB đây là một cái dòng mô tô thể thao sở cho mình phần cấp đơn Pro-Am, rất giống các dòng mô tô đặc trưng đến từ Ý. Một cái điều ngạc nhiên là nó chỉ ở dụng cho mình động cơ xanh đơn 250cc. Hiện cái công ty là Fecon Motorcycle của Trung Quốc đã bắt đầu lấn sân sang thị trường châu Âu với rất nhiều mẫu xe khác nhau. Một trong số đó là cái mẫu xe này. Honda Super R 250R. Sau thị trường Indo và Ấn Độ cũng đã ngừng bán cái dòng Super R 250R phiên bản cũ đến năm 2021. Cái mẫu Super R 250R sở cho mình động cơ xanh đơn vẫn đang được bán các thị trường như Mỹ Latin, một trong số đó có thị trường Mexico. Thậm chí ở đó cái dòng xe mới này còn được ứng dụng cho mình kiểu dáng cũ, ngay cả cái đèn chiếu sáng vẫn dùng bóng đèn thông thường. Một cái điểm khác biệt duy nhất chính là độ họa tem hiện đại hơn, bao gồm luôn các cái màu sơn Crestor MotoGP. Quasimoto R 250 2021. Quasimoto là một trong các nhãn sức xe trong 2 năm gần đây đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm mới từ các dòng mô tô động cơ từ 1 đến 4 xăng để lấp đầy các thị trường mô tô phân khúc thể thao là 250cc động cơ xăng đơn. Họ đã phát hành ra phiên bản là Quasimoto R 250 2021. Nó cũng khá nổi bật với phần thiết kế tính từ tương lai, rất giống như cái hãng là FKM thì Quasimoto R 250 2021 với phần kiểu dáng là cấp đơn ở phía sau kết hợp cùng với thiết kế thân xe khí động học đậm cái chất đường đua. Cái có động cơ xanh đơn 250cc DOC 4 van làm mát bằng dung dịch. Cái công suất cực đại là 27,9 HP, ở ngưỡng mô tô là 9.500 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại là 22,5 Nm, tại ngưỡng mô tô là 7.250 vòng/phút. Yamaha Dio 250. Có thể nói cái chiếc mô tô Yamaha Dio 250 là một phiên bản sport của cái mẫu là Yamaha FZ 250. Em ấy sở cho mình động cơ xanh đơn 249cc SOC, chỉ tạo ra công suất là 20,9 mã lực tại ngưỡng mô tô 8.000 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại là 20 Nm, tại ngưỡng mô tô máy là 6.000 vòng/phút. Thật không may cái mẫu xe này dường như không còn được sản xuất vào cái năm 2022 nữa. Walker 250 RR 2021. Cái dòng là Walker 250 RR 2021 được ra mắt vào hồi tháng 9 với thiết kế kiểu dáng nội thất sedan với cái phần đèn pha LED kép thân sau khí động học, mang cho mình động cơ xanh đơn 250cc SOC làm mát bằng chất lỏng. Cái công suất cực đại là 29,2 mã lực, tại ngưỡng mô tô là 9.750 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại là 23 Nm, tại ngưỡng mô tô là 7.500 vòng/phút. Kawasaki Ninja 250 SL.
Có thể nói thời điểm hiện tại thì cái mẫu Ninja 250cc Sander chỉ được sản xuất ở bên Thái Lan và Indonesia. Doanh số cái dòng xe này dường như rất thấp. Mặc dù Kawasaki thường xuyên giảm giá bán để bán rẻ hơn cái phiên bản là Sport 150cc, nhưng vẫn không mấy được ưa chuộng vì sử dụng động cơ Sander cho cái dòng là 250cc. SC Moto 250SR 2021. Cái chiếc mô tô này có kiểu dáng thể thao cái đồng học, nhưng cái khung dạng lưới mắt cáo, ống xả dưới gầm và những tính năng cao cấp có thể kết nối điện thoại thông minh. CF Moto 250SR 2021 ở dụng cho mình động cơ Sander 249.2cc DOC làm mát bằng gió lỏng, tạo ra cái công suất cực đại là 27 HP, ở ngưỡng mô tô là 9.750 phút, mô men xoắn cực đại là 22 Nm, tăng ngưỡng mô tô là 7.500 phút. KTM RC 250. Ngoài cái dòng Zigger hay là Ninja 250SL, một cái dòng xe thể thao động cơ Sander 250cc nữa được bán tại trường ở Indo, đó chính là cái chiếc KTM RC 250, được cho có động cơ cũng mạnh nhất trong cái phân khúc với công suất lên tới là 30 HP. Tiếc là con mẫu xe này thuộc dạng là mẫu cũ, chưa được nâng cấp phiên bản mới như người anh em của nó là KTM RC 390 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like và subscribe.